vốn được mệnh danh là thần tượng quốc dân, mức độ phủ sóng quyền lực trong giới giải trí Hoa ngữ thì khó ai bì nổi. Thế nhưng không thể ngờ rằng tin đồn Triệu Vy bị phong sát lại là sự thật khi hàng loạt các bộ phim, chương trình đang dần xóa tên nữ diễn viên Triệu Vy. Trang 163 đưa tin tối ngày 26 tháng 8, rất nhiều dữ liệu liên quan đến Triệu Vy đã bị xóa trên các trang web, mạng xã hội. Từ khóa Triệu Vy làm sao thế trở thành chủ đề được mọi người tìm kiếm nhiều nhất. Công chúng bất ngờ khi tượng đài của giới giải trí Hoa ngữ bị sụp đổ chỉ trong một đêm, thể hiện qua hàng loạt vụ việc. Đầu tiên là Weibo cho bay màu siêu chủ đề. Tối ngày 26 tháng 8, Triệu Vy chính thức mất hashtag siêu chủ đề mang tên mình trên Weibo. Super Topic là nơi mà người hâm mộ thể hiện tình cảm với nghệ sĩ, kêu gọi ủng hộ họ, tuyên truyền phim giúp diễn viên hay chạy số liệu giúp nghệ sĩ được biết đến nhiều hơn. Việc đóng cửa trang của Triệu Vy cho thấy giới chức Trung Quốc không muốn cái tên của Triệu Vy được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội nữa. Kế đến, hàng loạt phim bom tấn gắn liền với tên tuổi của Triệu Vy cũng xóa tên nữ diễn viên. Theo Sina, có thể nói Triệu Vy là nghệ sĩ Trung Quốc có sự nghiệp lừng lẫy. Cô nằm trong nhóm tứ đại hoa đán Trung Quốc được công nhận có tài năng, quyền lực, độ phủ sóng với người dân cả nước. Trong sự nghiệp, nữ diễn viên Triệu Vy sở hữu nhiều tác phẩm kinh điển mà 20 năm sau vẫn được khán giả nhắc tới như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì, Kinh Hoa Yên Vân, Mẹ Hồi Bố Mèo. Tuy nhiên, tối ngày 26 tháng 8, tên của Triệu Vy cũng đột ngột biến mất khỏi phần giới thiệu của các phim này. Chưa hết, trong một diễn biến mới nhất thì hai phần đầu của phim Hoàn Châu Cách Cách cũng chính thức bị gỡ, chỉ giữ lại duy nhất phần thứ 3, Giang Cát do Hải Lục, Huỳnh Dịch, Tần Nam đóng chính. Theo Sina thì động thái này được cho là khởi đầu của quá trình xử lý hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức của Triệu Vy, cho thấy người đẹp đã phạm phải lỗi nghiêm trọng, thậm chí liên quan tới pháp luật và có thể bị cấm hoạt động nghệ thuật. Trước đó thì giới chức Trung Quốc cũng chỉ dành hành động này cho những nghệ sĩ bị tẩy chay hoàn toàn như là Ngô Dược Phàm, Trị Sảng, Trương Thế Đạt. Tiếp theo, show truyền hình vội vã xóa gấp tập có Triệu Vy làm khách mời. Suốt những năm vừa qua, Triệu Vy đã gây được tiếng vang lớn với việc đảm nhiệm vai trò khách mời của một số show hot. Vậy nhưng, đến thời điểm hiện tại, show truyền hình Vương Bài đối Vương Bài cũng đã xóa bỏ hai tập có Triệu Vy làm khách mời ngay sau khi thấy thông tin về các bộ phim của Triệu Vy lần lượt cho tên của nữ diễn viên ra đảo. Trong một tình thế khác, show truyền hình Nhà hàng Trung Hoa cũng đang bị réo gọi cần phải xóa hai phần mà Triệu Vy từng tham dự. Chưa hết, nền tảng trình chiếu gấp rút cho Triệu Vy biến mất. Việc Triệu Vy bị phong sát còn thể hiện qua EQZ. Nền tảng trình chiếu lớn nhất nhì Trung Quốc cũng đã có quyết định cứng rắn khi cho Triệu Vy bay màu sạch sẽ. Không còn bất cứ clip hay là show truyền hình nào của nữ diễn viên Triệu Vy hiện lên sau khi gõ từ khóa tìm kiếm. Một bình luận trên mạng xã hội cho rằng màu đen trên trang web cũng chính là màu tương lai của nàng én nhỏ khi bị phong sát ngầm. Hiện tại thì netizen xứ Trung vẫn đang bất ngờ trước hành động mạnh mẽ của truyền thông trong việc phong sát Triệu Vy. Nhiều khán giả cho rằng, từ việc chính thức gạch tên Trương Tiết Hạn khỏi làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Vy là sếp của Trương Tiết Hạn cũng đã bị liên lụy. Và sự thật là giờ đây, Triệu Vy đang bị sờ gáy vì loạt bê bối. Cũng ngay trong lúc nước sôi nở bỏng này, trên mạng xã hội cũng có tin đồn về việc sẽ có thêm một ngôi sao Hoa ngữ hai chữ vô cùng nổi tiếng nữa cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy phong sát của truyền thông xứ Trung. Rất nhiều cái tên được đưa ra, đang chú ý trong đó Dương Mịch trở thành nhân vật bị réo gọi nhiều nhất. Cụ thể là người hâm mộ bất ngờ phát hiện ra bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm do Dương Mịch và Lý Dịch Phong đóng chính đã chính thức bị gỡ bỏ. Điều này càng khiến Cnet lo lắng cao độ. Một vài bình luận cho rằng, không lẽ Dương Mịch chính là nhân vật bị phong sát tiếp theo sao? Tuy nhiên, ngoài nghi vấn Dương Mịch bị phong sát ngầm theo chân Triệu Vy, còn có một số ý kiến cho rằng, sở dĩ Cổ Kiếm Kỳ Đàm năm 2014 bị gỡ là bởi Trị Sảng cũng nằm trong danh sách dàn diễn viên. Tuy nhiên, cô chỉ đóng vai phụ. Về phần Trị Sảng, sau khi bị xóa hashtag siêu chủ đề mang tên mình, cô còn bị gỡ các tác phẩm điện ảnh khác và trước hết là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đóng cặp cùng với Dương Dương. Không chỉ có Trị Sảng, ngay cả Trương Hằng, bạn trai cũ của nữ diễn viên cũng đã bị Weibo khóa tài khoản, không cho đăng bài viết mới. Bên cạnh đó, Hoắc Tôn, nam ca sĩ vướng bê bối ngoại tình đánh đập bạn gái cũ cũng đã bị khóa tài khoản. Hiện tại thì người hâm mộ xứ Trung đang vô cùng lo lắng trước đợt càn quét rất mặt này từ phía truyền thông Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.